Trước thông tin về những ca ngộ độc thực phẩm pate minh chay, sản phẩm của công ty Lối Sống Mới vẫn tiếp tục gia tăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên đã ra văn bản đề nghị các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện thị xã nhanh chóng cảnh báo với 81 đơn hàng online của công ty Lối Sống Mới. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, cung cấp danh sách khách hàng của công ty Lối Sống Mới cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh có 81 đơn hàng mua 13 loại sản phẩm của công ty này, trong đó có 46 đơn đặt hàng mua sản phẩm pate minh chay. Các đơn hàng được người tiêu dùng đặt qua hệ thống online về sử dụng. Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên đề nghị Sở Y tế, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra thu hồi, xử lý các sản phẩm của công ty Lối Sống Mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời khuyến cáo người dân tạm dừng việc mua sử dụng 13 sản phẩm của công ty Lối Sống Mới.